Thị Thanh Hà, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài. Con nguyện đến cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt huyền du, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng nghịch đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phạm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc. Mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau được bốn thánh tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện, Phân Thân Thập Hội, phần thứ hai, Hóa Thân Cùng Quyến Thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đồng đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch rưới làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Tớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được rồi phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông lệ nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh tâm cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, còn nhớ Đức Thế Tôn tiếp độ chắc dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông điển chứng quả bồ đề. Con xin hết ạ. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô.